Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 trên toàn thành phố. Theo đó, đến hết ngày 16 tháng 8, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh có hiện tượng đông đúc trở lại. Thời điểm phương tiện qua các chốt đông nhất là vào sáng sớm và chiều tối, có lúc dồn ứ phải xả trạm. Còn lại các khung giờ khác trong ngày, lực lượng chức năng đều kiểm tra kỹ việc ra đường của người dân. Ghi nhận vào chiều ngày 12 tháng 8, tại chốt công viên Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, đại úy Lê Văn Hảo cho biết, những lúc phương tiện đông, đơn vị cũng không thể kiểm tra kịp, phải xả trạm để người dân đi qua. Trung bình mỗi ngày đơn vị xử lý khoảng 10 trường hợp người dân ra đường khi không cần thiết. Ghi nhận tại chốt Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, quận 3, đại úy Lê Tường Lăng cho biết, đây là đoạn đường có lưu lượng phương tiện qua lại đông. Để kịp thời kiểm tra, tránh tình trạng ùn tắc, tại chốt còn có lực lượng cảnh sát giao thông bàn cờ đến hỗ trợ. Cái quy định của Ủy ban nhân dân thành phố thì hiện tại chỉ có những cái danh mục là người dân và của bà phương tiện được lưu thông. Thứ nhất là công nhân viên chức và những người làm trong các cơ quan có giấy xác nhận của cơ quan thì mới đi, và thiết người dân đi ra đường mua thực phẩm, có phiếu mua thực phẩm, người dân đi tiêm vaccine có thư mời hoặc có tin nhắn của cơ quan y tế, và những cái xe hỗ trợ về phòng chống dịch, về thiết bị y tế cũng như là về lương thực thực phẩm và phòng chống dịch đã được Sở Giao thông Vận tải cấp mã QR và là những người và phương tiện đã được lưu thông. Còn lại tất cả những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng thì sẽ tiến hành đến lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Biện pháp được đưa ra là lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp giãn cách xã hội, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Qua ghi nhận cho thấy, việc lập chốt kiểm soát dịch, tổ chức tuần tra kiểm soát trên đường chỉ kiểm soát được vào những thời điểm phương tiện lưu thông thấp. Đồng thời, các đơn vị cũng không thể cung cấp đầy đủ lực lượng để chốt chặn ở tất cả các cung đường. Do vậy, ý thức đồng lòng của từng cá nhân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh là điều quan trọng nhất. Chị giao cơm cho tụi thể dục thể thao. Dạ, em đang hỗ trợ cho các phòng chống cho Covid nè, các thiết bị y tế nè. Đang lấy đồ cho nấu cho ăn cho bác sĩ bệnh viện 115. Thì giao cơm tại vì mỗi mấy đứa mồ côi á, nó trên đó. Thì nhà chị giao cơm thì chị mới được đi chứ, nếu không thì ra đường chi. Đang trong thời điểm dịch này mình ra đường mệt nữa, mình bệnh rồi về nhà nữa chứ đâu có đi được. Tốt nhất là nên ở nhà. Rồi đúng rồi, trong dịch bệnh này mình không muốn đi ra ngoài đường, nhưng này là tất yếu, mình đồ khó đi lấy thì phải lấy về mình phục vụ cho các bác sĩ tuyến đầu, nên là mình phải mong dịch bệnh mau chóng qua đi cho tất cả người dân của Sài Gòn được bình an.